Now this is, here is selfie.일단 너무 아쉽고 사실 진짜 뭔가 오늘이 끝이 아닌 시작 같다는 느낌이 많이 들어요. 그래서 진짜 보미 언니랑 함께 앞으로 준과 더 좋은 우정 쌓아갔으면 좋겠습니다. 준, thank you. Thank you too. We have no time. Keep in touch. Yeah. 저는 너무 많죠. 하고 싶은 말 너무. 해요 다. 근데 저는 사실 개인적인 목표도 있었어요. 언어가 통하지 않아도 친구라는 건 만들 수 있다라는 것도 많은 분들께 보여주고 싶었고 그게 쉽지 않았는데 그렇게 만들어준 준한테도 너무 고맙고 정말 영어를 포기했는데 진짜 다시 하고 싶게끔 만든 게 준이고 네, 내일부터 그래서 다시 영어 공부를 시작할 예정입니다. 파이팅! 파이팅! Thì qua cái chuyến đi này thì mình lúc đầu thì mình không nghĩ là hai người bạn này sẽ có nhiều điểm chung với mình như thế và phản ứng của họ với cái chuyến đi này rồi phản ứng với tất cả mọi thứ họ kiểu như họ không cần giữ hình tượng, họ là chính họ và điều đó là mình cảm thấy rất thoải mái khi mà đi chơi cùng hai người này. Lần sau nếu mà có chuyến đi khác thì hy vọng sẽ có một chút thử thách hơn, ví dụ như là trò chơi mạo hiểm hay là làm một cái điều gì đó mà nó trèo kayak hay là những cái hoạt động như là hôm bữa Bomi nói là skydiving. Flower. 이번 여행은 사진이다! 사진 한 장 한 장이 굉장히 기억에 남아요. 사진을 정말 많이 찍기도 했고 근데 사진을 찍길 잘했다고 생각할 정도로 그 사진을 평생 간직하면서 기억할 수 있을 것 같아요. 나에게 이번 여행은 변화다. 다른 나라의 친구를 사귀는 것에 대한 두려움과 겁이 조금 있었는데 언어만 다를 뿐이지 이렇게 각자 다른 나라에 살고 있어도 정말 비슷한 점이 많을 수 있구나에 대한 생각의 변화가 있었고 Đối với Jun thì chuyến đi này nó giống như là một mảnh ghép đất nước khác nhau, một cái tính cách khác nhau nhưng mà luôn luôn có những cái điểm chung để mà khớp lại được với nhau và thực hiện những cái hoạt động này cùng nhau và cuối cùng thì ghép lại tất cả các mảnh ghép thì nó là một cái bức tranh hoàn chỉnh và đây sẽ là một cái bức hình mà đáng nhớ và cũng rất là thú vị nữa tại vì rất là nhiều điều thú vị và cũng rất là nhiều thứ đáng yêu và đáng nhớ.
Whenever you might be thinking.